Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với bản tin của FBNC. Thưa quý vị, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo 4 tháng đầu năm. Tính đến nay, Việt Nam đã đầu tư tổng cộng 20 tỷ đô la ra nước ngoài. Tổng số vốn này bao gồm 15 tỷ đô la vốn cấp mới cho 962 dự án, phần còn lại là vốn tăng thêm cho 115 dự án khác. Xét về lĩnh vực, doanh nghiệp Việt Nam tập trung đầu tư vào ngành khai khoáng là nhiều nhất với 111 dự án, tổng số vốn đầu tư 5,1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là ngành nông lâm ngư nghiệp, những lĩnh vực đầu tư mà Việt Nam có thế mạnh. Thị trường đầu tư ra nước ngoài vẫn tập trung nhiều tại một số thị trường truyền thống như Lào và Campuchia. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư sang Nga, Myanmar và Mỹ. Sáng nay, triển lãm chuyên ngành nguyên phụ gia thực phẩm quốc tế lần thứ 2 FI 2015 đã được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khác với lần đầu, triển lãm lần này nhấn mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng trong ngành đồ uống. Theo bà Rungphet Chitanuwat, giám đốc kinh doanh công ty UBM Thái Lan, đơn vị tổ chức triển lãm FI 2015, trong lần đầu tổ chức đã có sự tham gia của một số nhà cung ứng nguyên liệu trong lĩnh vực đồ uống. Nhưng năm nay, sự tham gia này được nhấn mạnh hơn với sự phối hợp của tổ chức Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam. Nguyên nhân là do công ty tổ chức triển lãm lần này đã nhìn thấy được nhu cầu từ các doanh nghiệp cung ứng nguyên phụ gia thực phẩm dành riêng cho ngành đồ uống. Theo Hiệp hội về ngành đồ uống, tăng trưởng trong ngành đồ uống tại Việt Nam trong năm 2014 là 9% và giá trị đạt khoảng 3,64 tỷ đô la. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn từ 2010 đến 2014 đạt khoảng 13% một năm. Và nhìn vào thị trường, bạn có thể thấy là các sản phẩm của Việt Nam cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Nhiều công ty đa quốc gia đang cố đầu tư để mang sản phẩm vào Việt Nam, nhưng họ gặp trở ngại với thuế nhập khẩu nên không thể cạnh tranh với các công ty nội địa. Cách tốt nhất là họ phải mở một nhà máy tại Việt Nam và thị trường trở nên hấp dẫn với các nhà cung ứng nguyên phụ liệu về đồ uống. Trước đó, theo Euromonitor International, ngành giải khát và bia được kỳ vọng là sẽ tăng trưởng khoảng 10,6% về sản lượng và 5,2% về giá trị trong năm nay. Triển lãm FI 2015 thu hút hơn 100 nhà cung cấp nguyên phụ liệu đến từ 28 quốc gia. Triển lãm sẽ được mở cửa từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 tới. Kỳ vọng là sẽ thu hút khoảng 5.000 khách tham quan. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Bộ Tài chính đã ký kết thỏa thuận tín dụng với cơ quan phát triển Pháp AFD về việc Việt Nam sẽ vay thêm 20 triệu euro dành cho giai đoạn 5 của chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu. Như vậy, tổng mức hỗ trợ của AFD dành cho chương trình này đã lên đến 100 triệu euro. Chương trình này hỗ trợ Việt Nam trong các cải cách ngành nhằm chống biến đổi khí hậu, khuyến khích phát triển nền kinh tế với mức phát thải carbon thấp. Ngoài ra, AFD cũng hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất để tiết kiệm điện năng trong ngành thép và trong các tòa nhà thành phố Đà Nẵng. Năm 2009, AFD và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cùng khởi xướng chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu và thông qua đề xuất cấp hỗ trợ ngân sách cho chính phủ Việt Nam. Sau đó, nhiều nhà tài trợ quốc tế đã cùng tham gia chương trình này, trong đó có Ngân hàng Thế giới. Thưa quý vị, đã và đang có rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Thế nhưng, dường như vẫn còn khoảng cách rất xa giữa các nghiên cứu từ các viện trường và thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mấu chốt vấn đề không chỉ ở chỗ đôi bên không thể thống nhất về chi phí nâng tầm công nghệ. Cuộc trao đổi ngay sau đây giữa chúng tôi và tiến sĩ Dương Như Hùng, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phần nào cho thấy một số góc khuất khác. Vâng, thưa ông, một trong những cái khó khăn trong chuyện chuyển giao công nghệ từ các trường đại học cho các doanh nghiệp, tức là thương mại hóa nó mà chúng tôi ghi nhận được, đó là chuyện vấn đề chi phí. Nhà trường thì lúc nào cũng nói là chi phí như thế này là rẻ rồi, còn phía doanh nghiệp thì lại cho rằng đây là chi phí hơi cao. Theo kinh nghiệm của người như ông thì cái mâu thuẫn này nó có thường xảy ra trong cái chuyện chuyển giao công nghệ ở các nước khác không ạ? Chi phí đó là một cái vấn đề rất là lớn, bởi vì thực ra rất là khó xác định cái chi phí chính xác cho một cái gọi là phát triển một cái công nghệ. Rồi nó có những cái chi phí mà trực tiếp có thể đo được dễ dàng, nhưng mà bên cạnh đó rất là nhiều chi phí gián tiếp. Thì những cái chi phí gián tiếp và chi phí phân bổ á, cái đó rất là khó. Nếu mà là vấn đề tài chính không á, thì thực ra có rất là nhiều cái cách để giải quyết, như là chia sẻ cái lợi nhuận vân vân. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây này là cái công nghệ đó, cái tính thương mại hóa của nó, tức là bản thân các trường á, có tạo ra những cái công nghệ mà có khả năng là thương mại hóa cao hay không.
đáp ứng được những cái thực tế hay không. Rồi cái quản lý công nghệ lại là một cái vấn đề thực sự là cái đó rất là lớn ở trong một công ty. Bởi vì công nghệ không phải là đơn giản là cái vấn đề là mua cái máy hay là có một cái thiết bị nào đó. Mà công nghệ là nó liên quan đến tổ chức, nó liên quan đến con người, nó liên quan đến những cái mà cái phần mềm, ví dụ như là documents, những cái tài liệu đi theo. Việt Nam mình thì tôi vẫn hay nói là hai trường đại học với là doanh nghiệp nó giống như hai đường thẳng song song. Trường đại học thì ông cứ mải mê lo làm việc, do lo giảng dạy này nọ, hoặc là nghiên cứu những cái rất là hàn lâm, không biết là ngoài thực tế họ có cần hay không. Còn trong khi đó doanh nghiệp thì lay hoay vào, đôi khi là cũng không hẳn là tin cậy ở trường đại học. Dạ vâng, theo như ông vừa nói thì vì chúng ta chưa có cái cơ chế phù hợp để kéo cái trường đại học với doanh nghiệp lại gần nhau. Đúng. Phải chăng là ông muốn nhắc đến vai trò của nhà nước ở đây để tạo ra những hành lang pháp lý khuyến khích? Chúng ta phải xác định xem coi mình đang ở cái giai đoạn nào ở cái phát triển. Nếu mà chúng ta ở giai đoạn còn thấp mà chúng ta nghĩ đến những cái nghiên cứu khoa học đỉnh cao ở tất cả các lĩnh vực của mình, thì như vậy rõ ràng chúng ta sẽ không có đủ tiền để chúng ta làm cái điều đó, mà chúng ta cũng không có đủ con người để chúng ta làm. Do đó, đó là quan điểm của tôi là ngoại trừ một số lĩnh vực gọi mũi nhọn, còn những cái lĩnh vực khác tốt nhất là đi hướng về cái nghiên cứu ứng dụng. Thì nghiên cứu ứng dụng nó có một cái dở là này, đôi khi không công bố khoa học được. Do đó, đó là kiểu như là rất là nhiều giáo viên người ta không có mặn mà lắm với nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu ứng dụng là có thể kiếm được tiền, thế nhưng mà lại không có lên được cái bằng cấp. Mà xã hội của mình đôi khi nó vẫn là chuộng theo những cái bằng cấp. Do đó đôi khi nhiều những cái nghiên cứu mà chất lượng rất là thấp, miễn là đăng báo này nọ, nó nhìn vào số lượng và người ta xét là kiểu như là phó giáo sư, giáo sư hay là tiến sĩ gì đó, dựa trên cái gọi là cái số lượng đó. Như vậy cái gốc của vấn đề mình là tôi nghĩ rằng ở cái tiêu chí, cái đo lường, nếu mình có một cái tiêu chí đo lường chất lượng tốt thì là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Nhà nước là sẽ phải cần đưa ra những cái tiêu chí đo lường tốt, cái đó là nhà nước làm được. Một số thầy cô từ trường Đại học Bách Khoa có nói rằng là các cái bài toán về công nghệ của doanh nghiệp hiện nay rất phức tạp, nó vượt xa cái khả năng có thể nghiên cứu của các trường đại học. Vậy thì ở đây phải chăng cứ hễ gặp những cái vấn đề mà chuyển giao công nghệ mang tính phức tạp thì chúng ta sẽ thua và chúng ta sẽ chỉ lo giải những cái vấn đề mà nó ở cái tầm trung bình thôi? Mình có thể kéo những nhà nghiên cứu ở nước ngoài về Việt Nam cùng hợp tác với mình. Cái vấn đề là mình quản lý cái gọi là cái hợp tác này như thế nào cho nó hiệu quả. Tức là doanh nghiệp nước ngoài, trường đại học nước ngoài, trường đại học Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam, tạo ra một cái gọi là cái network như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là những cái bài toán công nghệ có thể phức tạp quá khả năng của mình là mình cũng sẽ tìm cách tìm những lời giải từ phía các chuyên gia nước ngoài. Dạ vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. Vừa rồi quý vị đã xem qua quang cảnh thiên nhiên trên đỉnh núi Alps. Đây là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài qua nhiều quốc gia. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức hai hội chợ khuyến mại lớn nhằm kích cầu tiêu dùng trong thời gian diễn ra chương trình tháng khuyến mại của thành phố. Đây là thông tin vừa được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng nay. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ khuyến mại năm 2015 được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2015. Còn hội chợ xúc tiến tiêu dùng năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 tại nhà thi đấu Phú Thọ.
cả hai chợ đều dự kiến có quy mô lớn hơn năm ngoái, với khoảng từ 350 đến 400 gian hàng mỗi hội chợ. Các doanh nghiệp tham gia sẽ thực hiện các chương trình khuyến mãi với nhiều hình thức như giảm giá, tặng quà, tặng kèm dịch vụ, tăng thời gian bảo hành, theo cam kết với ban tổ chức. Doanh nghiệp khi đến với chương trình tháng khuyến mãi hay là hội chợ tháng khuyến mãi cũng như hội chợ khuyến tiêu dùng thì đều có những cái cam kết về khuyến mãi thì bắt buộc phải đăng ký, và chúng tôi sẽ kiểm soát các hồ sơ đăng ký đó thông qua là các cái bộ phận chuyên môn của Sở Công Thương. Thì và trong quá trình diễn ra hội chợ thì sẽ có cái bộ phận là quản lý thị trường phối hợp với bộ phận quản lý thị trường cũng như thanh tra sở để kiểm tra giám sát cái việc thực hiện khuyến mãi của doanh nghiệp. Thì nếu mà doanh nghiệp mà thực hiện không đúng với những cam kết mà đã đăng ký với ban tổ chức ban đầu thì sẽ có hành vi xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Ngoài kiểm soát chặt các gian hàng tham gia hội chợ, trong năm nay, ban tổ chức cũng sẽ xây dựng khu trưng bày giới thiệu hàng giả, hàng thật nhằm giúp cho người tiêu dùng có thêm thông tin để nhận biết các sản phẩm giả mạo trên thị trường. Hai hội chợ trên là điểm nhấn trong chương trình tháng khuyến mãi kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức trong 4 tháng, thay vì 1 tháng như trước đây, nhằm kích thích sức mua của người tiêu dùng trong dịp cuối năm. Thưa quý vị, Liên hoan văn hóa ẩm thực đất phương Nam năm nay với chủ đề Lời hẹn chín dòng sông sẽ tái hiện không gian văn hóa ẩm thực Nam Bộ với điểm nhấn là lễ hội Choi Chonam Thamay của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là thông tin được ban tổ chức cho biết tại buổi họp báo công bố sự kiện sáng nay. Liên hoan văn hóa ẩm thực đất phương Nam là sự kiện du lịch thường niên được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế những tinh hoa văn hóa ẩm thực của Việt Nam nói chung và vùng đất phương Nam nói riêng. Quy mô của sự kiện này đã liên tục được mở rộng trong các năm thông qua sự tham gia ngày càng nhiều của các tỉnh thành phía Nam. Trong các kỳ lễ hội trước, bên cạnh việc giới thiệu đặc trưng ẩm thực các vùng miền, liên hoan cũng đã tái hiện lại không gian văn hóa sinh hoạt đời thường của các địa phương như chợ nổi miền Tây, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, vân vân. Theo ban tổ chức, liên hoan năm nay sẽ tập trung tái hiện không gian văn hóa ẩm thực Nam Bộ với điểm nhấn là lễ hội Tết cổ truyền Chon Cham Thamay của đồng bào dân tộc Khmer qua các hoạt động như là trình diễn thời trang, trang phục đồng bào Chăm, tái hiện lễ hội té nước, trò chơi dân gian, trưng bày và bán các sản phẩm của người dân Khmer như mắm bò hốc, đường thốt nốt, v.v. Cái sự kiện này thì không phải chỉ để phát triển du lịch của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mà thông qua đó sẽ phát triển du lịch cho các tỉnh thành bạn nói chung. Tại vì ở đây mình giới thiệu cái nền văn hóa và ẩm thực của các tỉnh thành bạn, thì phát triển cùng nhau thành phố và cùng các tỉnh cùng nhau cùng phát triển để phát triển du lịch của Việt Nam càng ngày tốt hơn. Liên hoan cũng sẽ có những hoạt động khác như liên hoan món ngon phương Nam, hội thi gian hàng ấn tượng, thi điêu khắc củ quả trang trí mô hình, vân vân. Theo ban tổ chức, hiện tại đã có 16 tỉnh thành đăng ký tham gia với hơn 100 gian hàng. Thưa quý vị, cuộc thi vẽ tranh biếm họa về tiết kiệm điện vừa tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm sáng nay. Theo ban tổ chức, các bức tranh được chọn triển lãm sẽ là tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm điện tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới đây. Bức tranh này được đặt tên là Tương Phản, đặt tả hai vấn đề nảy sinh từ việc sử dụng máy lạnh lãng phí. Với ý tưởng rất đời thường, bức tranh đã đoạt giải nhất về cuộc thi vẽ tranh biếm họa về đề tài tiết kiệm điện năm 2015. Chị Nguyễn Thị Diệp Thanh, phóng viên báo Lao động Nghệ An, tác giả của bức tranh cho biết, ý tưởng của bức tranh xuất phát từ những vấn đề chị thấy hàng ngày. Nhìn thấy những cái gì nó đang diễn ra đấy, xong đó là mình kết hợp nhiều cái sự tương phản lại với nhau để thành bức tranh này. Là trước đấy là thấy sự tương phản giàu nghèo rất rõ nhá, xong rồi sự tương phản giữa cái người mà dư thừa của cải để sử dụng năng lượng một cách lãng phí và những người phải dè sẻn tiết kiệm để sử dụng, rồi thì giữa lợi ích nếu như mà nó cái gì mà quá lên ấy nó đều không tốt. Cuộc thi vẽ tranh biếm họa về đề tài tiết kiệm điện do công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau 3 tháng, cuộc thi đã nhận được 212 tác phẩm của các tác giả trên toàn quốc. Tôi cũng theo dõi một số cuộc triển lãm tranh biếm họa, tôi thấy sức thu hút của nó rất lớn. Bởi vì tác động của một bức tranh biếm họa nhiều khi nó còn hơn một bài báo nữa, hơn cả một cái bộ phim nữa. Bởi vì cái ấn tượng nó để lại rất lớn. Thế cho nên là tôi mới chuyển sang làm cái tranh biếm họa. Tập đoàn Điện lực Việt Nam họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Họ cũng đang tìm một cái hướng để tuyên truyền, nhưng mà không có cái cách nào để mà nó đi gần với quần chúng hơn. Hai bên gặp nhau ở cái ý tưởng đó và chúng tôi chuyển sang là tổ chức một cuộc triển lãm tranh biếm họa như mọi người thấy.
Hiện ban tổ chức đã chọn ra 40 bức tranh biếm họa để triển lãm tại trụ sở Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Các bức tranh này sau đó sẽ được tham gia các triển lãm về ngành điện cũng như in thành tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm điện. Thưa quý vị, nhà hàng Nobu sang trọng được đầu tư bởi nam diễn viên Hollywood Robert De Niro và đầu bếp Nhật Bản Nobuyuki Matsuhisa vừa được khánh thành tại thủ đô Manila, Philippines hôm 18 tháng 5 vừa qua. Đây là nhà hàng mới nhất trong số hơn 30 nhà hàng mà bộ đôi này đã hợp tác cùng nhau kể từ năm 1994. Nam diễn viên Hollywood Robert De Niro và đầu bếp danh tiếng Nhật Bản Nobuyuki Matsuhisa đã cùng nhau cắt băng khánh thành khách sạn Nobu. Đầu bếp Nobuyuki Matsuhisa cho biết ông rất lạc quan rằng hoạt động của khách sạn và nhà hàng sẽ tiến triển thuận lợi. Tại Philippines, ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn đang rất phát triển. Tôi rất hào hứng. Vì vậy, sau khi lập ra nhà hàng này, tôi mong muốn được nhìn thấy nhiều khách hàng đến đây và thưởng thức những món ăn do tôi chế biến. Khách sạn Nobu có 321 phòng và là một trong ba khách sạn được xây dựng tại Manila, thuộc khu phức hợp trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ City of Dreams, một liên doanh giữa hai tập đoàn giải trí Melco Crown và Bellagio Corp. Và trong phần tin thế giới tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về chuyển động thị trường tài chính. Phố Wall diễn biến trái chiều, chỉ số Dow Jones tăng lên mức kỷ lục mới. Kinh tế Anh giảm phát lần đầu tiên trong 55 năm.